tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một số cây thuốc nam có tác dụng điều trị chứng nhiệt miệng và táo bón và tư vấn cách điều trị chứng nóng gan và táo bón hiệu quả bằng cây thuốc nam. Bạn Hùng ở thành phố Long An có hỏi như sau: tôi năm nay 38 tuổi, thường xuyên mắc chứng nhiệt miệng, táo bón, miệng hay bị lở loét rất là khó chịu. Trường hợp của tôi thì nên uống cây thuốc gì để điều trị chứng nhiệt miệng và táo bón? Tôi rất mong chương trình giải đáp thắc mắc của tôi để tôi điều trị chứng bệnh này. Tôi xin chân thành cảm ơn. Chào bạn Hùng, có thể khẳng định rằng những biểu hiện mà bạn vừa kể trên là những triệu chứng của bệnh nóng trong, tức là bệnh nóng gan. Để điều trị chứng bệnh này hiệu quả bằng cây thuốc nam thì khuyên bạn là nên kết hợp một số cây thuốc có tác dụng là thanh nhiệt, giải độc cho cơ thể, cụ thể như sau. Hiện nay thì có cây sả đen, cây cà gai leo là những vị thuốc có tác dụng là mát gan, thanh nhiệt cho cơ thể rất là tốt. Ngoài ra thì để điều trị chứng táo bón thì bạn nên kết hợp thêm lá phan tả diệp và liều lượng dùng cụ thể như sau. Cây sả đen 50g, cà gai leo 30g và lá phan tả diệp 10g. Các vị thuốc trên bạn đem rửa sạch rồi sắc với 2 lít nước, sắc cạn còn khoảng 1 lít rưỡi nước và uống thay nước trong ngày. Đây là cách làm rất là đơn giản nhưng tỏ ra khá hiệu quả và được dân gian áp dụng từ rất là lâu. Bạn hãy áp dụng để cảm nhận được hiệu quả điều trị tuyệt vời của bài thuốc này. Một số thông tin tôi xin phép được chia sẻ đến với bạn. Nếu như còn bất kỳ thắc mắc gì thì bạn có thể gọi đến số hotline của Thảo Dược Quyết Thịnh để được nhân viên tư vấn kỹ hơn.